Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang có mặt tại dự án Sycamore của thành phố mới Bình Dương, được phát triển bởi tập đoàn danh tiếng đến từ Singapore Capitaland. Quy mô là 18,9 hectare, được quy hoạch bao gồm 7 phân khu, 462 căn nhà phố biệt thự thấp tầng và 3.300 căn hộ. Đây là một trong những dự án được quy hoạch chuẩn chỉnh và bài bản bậc nhất của tỉnh Bình Dương. Là một người con được sinh ra và lớn lên tại Bình Dương hơn 30 năm qua, kính thưa anh chị, nhà Tân cũng sát bên thành phố mới Bình Dương thôi. Thế nên Tân thấy được sự sơ khai của thành phố mới Bình Dương trong những năm qua như thế nào và sự phát triển hiện tại ra sao. Qua video này Tân sẽ làm rõ anh chị nhiều thông tin cơ bản của dự án Sycamore, chương trình ưu đãi và lịch thanh toán của dự án cũng như là những ưu điểm, khuyết điểm hiện tại của thành phố mới Bình Dương nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung để chị dễ dàng tìm hiểu nhé. Về chủ đầu tư của dự án, Capitaland là một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á. Tập đoàn có trụ sở chính tại Singapore và nhiều dự án quy mô lớn trên toàn thế giới. Tiêu biểu như sân bay quốc tế Changi, sân bay tốt nhất thế giới, dự án căn hộ The Intellect tại Singapore, Raffles City tại Trùng Khánh và Hàng Châu, Trung Quốc. Tại Việt Nam, Capitaland cũng đã thành công với nhiều dự án căn hộ hạng sang như Triage, Felix & Vista hay DeFi tại quận 2 và còn rất nhiều dự án tiêu biểu khác trên toàn thế giới. Và trong năm vừa qua, Capitaland đã vinh dự nhận được giải thưởng bất động sản Property Guru Việt Nam 2023, nhà phát triển bất động sản xuất sắc. Tọa lạc tại mặt tiền đường Đại lộ Hùng Vương với lộ giới lên đến 12 làn đường, dự án Sycamore sở hữu vị trí đắc địa khi view trực diện về địa điểm bắn pháo hoa của tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, dự án còn nằm liền kề tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh và khu tổ hợp thương mại WTC do BKMS làm chủ đầu tư. Với quy mô 24 hectare và tâm điểm là vòng xoay lớn nhất Đông Nam Á, khi đi vào hoạt động, WTC hứa hẹn sẽ là biểu tượng giao thương kinh tế sầm uất bậc nhất khu vực, địa điểm tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế và các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực nói chung, đồng thời sẽ mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút các đối tác và nhà đầu tư đến từ quốc tế. Nói đến Bình Dương là nói đến sự phát triển về kinh tế và hạ tầng, và thành phố mới Bình Dương là đại diện tiêu biểu nhất trong số đó. Với khoảng hơn 1.000 hectare được quy hoạch và đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, thành phố được chia ra thành các phân khu, trung tâm kinh tế tài chính, khu dân cư và công viên trung tâm, phục vụ nhu cầu an cư lạc nghiệp của hơn 800.000 cư dân và 600.000 nhân viên công sở với các dịch vụ và tiện ích chất lượng cao. Và năm vừa qua, thành phố mới Bình Dương được Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF vinh danh là cộng đồng thông minh tiêu biểu nhất năm 2023. Có thể nói, xét về vị trí, dự án Sycamore thừa hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền bậc nhất của tỉnh Bình Dương khi sở hữu vị trí mặt tiền thương mại, liền kề trung tâm hành chính tỉnh, sở hữu mảng xanh 75 hectare công viên thành phố và đối diện là trung tâm thương mại Nhật Bản Aeon cùng nhiều tiện ích khác như trường học, bệnh viện, sân golf, v.v. Về thông tin dự án Sycamore của Capitaland có quy mô 18,9 hectare được chia ra thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là phân khu Triage 9,1 hectare với tổng số lượng là 368 căn, được dự kiến sẽ bàn giao vào quý 3/2025. Ở tại dự án, tiến độ xây dựng hiện tại đã hoàn tất thô mặt bằng và cũng đã chính thức khai trương 2 căn nhà phố mẫu cho khách hàng tham quan. Hai căn nhà mẫu tại đây Tân thấy được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, full kính từ trần đến sàn, có một trệt, hai lầu và một sân thượng. Bên cạnh đó, phân khu Triage còn có biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, được chủ đầu tư mở bán với những thông số như sau. Nhà phố 6x15 90m2, căn góc sẽ từ 117-175m2. Biệt thự song lập 10x16 160m2, căn góc sẽ từ 176-246m2. Còn biệt thự đơn lập sẽ có diện tích từ 190-370m2. Tại Diorchard, cư dân sẽ được sử dụng những tiện ích sau: công viên Triathlon, Sensory Garden hay Clubhouse Canopy. Tại Clubhouse The Canopy, cư dân có thể sử dụng hồ bơi, phòng tập gym, phòng làm việc, phòng gym, phòng xông hơi, v.v. với những tiện ích tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Xin chào anh chị, Tân hiện tại đang đứng trong căn nhà phố góc của Sycamore. Bây giờ Tân sẽ đi tham quan một tour nhà mẫu như thế nào, mời anh chị cùng xem nhé. Đây là hình ảnh thực tế căn nhà phố góc với diện tích đất 159m2, diện tích sàn 180m2 và diện tích máy là 52m2. Được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, thông tầng, tạo nên một không gian cực kỳ rộng rãi, thuận tiện đón sáng vào bên trong nhà.
Đây là không gian tầng 1 và bên hông là hồ bơi. Có thêm nhiều bàn ghế để có thể uống trà chiều. Tại tầng 1 được bố trí làm phòng khách và phòng bếp. Tại không gian tầng 2 là hai phòng ngủ. Một phòng được thiết kế dành cho chị gái lớn trong nhà với tông chủ đạo là màu hồng đầy cá tính. Và phòng còn lại là dành cho cậu em trai với thiết kế đơn giản nhưng đầy tiện nghi. Đi lên tầng 2 sẽ là bàn làm việc, được thiết kế không gian mở và liền kề là phòng thay đồ và phòng vệ sinh, được bố trí tiện lợi và hoàn toàn tách biệt với phòng ngủ. Và đây là phòng ngủ master dành cho gia chủ. Tại tầng sân thượng, anh chị có thể để những bàn ghế như thế này để tổ chức những buổi trà chiều hay những buổi tiệc ngoài trời. Hoặc anh chị cũng có thể set up những dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời ở trên đây cũng được luôn. Xin chào anh chị, đây là 360 độ từ trên cao của dự án Sycamore. Đây, tổng thể của phân khu Trịnh Hoa Trạch sẽ bao gồm 3 loại hình sản phẩm chính. Đây là những dãy nhà phố. Còn màu xám như thế này là biệt thự song lập. Còn màu vàng là biệt thự đơn lập. Ở vị trí này là cổng của phân khu Trịnh Hoa Trạch. Đây là vị trí của Clubhouse Canopy. Đây là công viên Trịnh Island. Về giá bán, hiện tại chủ đầu tư đang rumor với mức giá như sau: nhà phố 90m², giá từ 8,5 tỷ; biệt thự song lập 160m², giá từ 15,2 tỷ; biệt thự đơn lập 192m², giá từ 20 tỷ. Về mặt bằng chung, các loại căn ở đây giá từ 95 triệu trên 1m² đất đó anh chị. Còn nếu chi trên m² sàn 3 tầng luôn thì khoảng từ 48 cho đến 80 triệu trên 1m² sàn. Đây là mức giá khá hợp lý so với vị trí trung tâm của dự án. Về lịch thanh toán, dự án sẽ có bao gồm 3 lịch thanh toán chính. Đầu tiên là lịch thanh toán chuẩn, mình sẽ ký thỏa thuận 10% đầu tiên. Và sau đó cứ mỗi quý như vậy thanh toán 10%, đến thời điểm nhận nhà là quý 3 2025 thanh toán 45% nhận nhà, 5% cuối cùng giữ lại đến khi nhận sổ. Lịch thanh toán thứ hai là vay ngân hàng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay lên đến 70%, khách hàng chuẩn bị vốn tự có ban đầu là 20%. Và cuối cùng là lịch thanh toán nhanh, 10% ký thỏa thuận ký quỹ, quý 2 2024 thanh toán 10%. Quý 4 2024 thanh toán 30%, nhận nhà quý 3 2025 thanh toán 45% và 5% cuối cùng giữ đến khi nhận sổ thanh toán. Nếu chỉ là cư dân tại Sycamore, anh chị hoàn toàn có thể mua sắm tại Amon này. Ở phía sau có trường bóng đá Kawasaki, trường Ngô Thời Nhiệm, trung tâm thể dục thể thao đối diện nhà luôn. Và ở đây là showroom Toyota. Hàng năm sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại showroom Toyota này anh chị, bắn pháo hoa tầm cao của tỉnh Bình Dương luôn. Đây là khu vực công viên trung tâm. Đây là trung tâm hội nghị và triển lãm, tổ chức tiệc cưới ở trong đây đó anh chị. Đây là khách sạn Bicamet nè. Anh chị muốn làm những cái vấn đề về giấy tờ, thủ tục hành chính thì sẽ tiếp cận khu tòa nhà trung tâm hành chính của tỉnh ở đây. Gần đây sẽ có những ngân hàng lớn như là BIDV, ngân hàng Vietcombank, trường quốc tế Việt Hoa, trường quốc tế Singapore. Còn riêng trường đại học thì sẽ có trường đại học quốc tế miền Đông. Ở Bình Dương sẽ có hai trường đại học lớn là trường đại học Thủ Dầu Một là trường Công. Và trường thứ hai đó là trường Đại học Quốc tế Miền Đông, là trường mà sinh viên rất hay học. Đây là khu vực nhà thi đấu. Còn đây là hai tiện ích sân golf rất là gần dự án là sân golf T-Windows và sân golf Harmony. Từ Sycamore anh chị sẽ di chuyển theo trục đường Võ Văn Kiệt để di chuyển ra hướng ngã tư Sở Sau đó anh chị. Ở đó sẽ có trường đua Đại Nam nè, khu du lịch Đại Nam nè. Còn nếu anh chị di chuyển theo đường Hùng Vương á thì sẽ đi vào trung tâm Thủ Dầu Một. Thì ở đó sẽ có ngã 6 nè, có phố đi bộ Bến Bạch Đằng nè. Qua video anh chị có thể hình dung được những ưu điểm của dự án rồi đúng không ạ? Và khuyết điểm là gì? Khuyết điểm ở đây tăng thấy đó chính là mật độ cư dân xung quanh còn thấp đó anh chị. Ở một số tuyến đường của thành phố mới Bình Dương cư dân chưa thực sự đông, mặc dù được rất là to, rất là rộng luôn. Cơ sở hạ tầng tuyệt vời, không có gì để chê. Tại vì sao như vậy? Thì đúng như cái tên là thành phố mới Bình Dương đó anh chị, đây là một thành phố còn rất non trẻ của tỉnh Bình Dương, không thể nào so sánh được như trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, trung tâm của Thuận An, trung tâm của thành phố Dĩ An được. Tuy nhiên, đây được định hướng để trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương sau này. Thế nên á, ta nghĩ theo thời gian 5 năm, 10 năm thì ở đây cư dân cũng sẽ đông thôi anh chị.
Và tất nhiên những sản phẩm bất động sản ở đây anh chị cũng sẽ mua được những mức giá rất hợp lý so với hạ tầng và tiềm năng phát triển trong tương lai. Và Tân thấy các thế hệ trẻ của dân Bình Dương hiện tại cũng đã bắt đầu có xu hướng dịch chuyển vào trung tâm thành phố mới Bình Dương để ở rồi anh chị. Vì ở đây vừa có hạ tầng đẹp nè, vừa có công viên rộng lớn nè, xung quanh cũng không thiếu những cái tiện ích cơ bản cho cuộc sống đầy đủ của bản thân. Và một điều đặc biệt là tại thành phố mới Bình Dương sẽ tạo cơ hội việc làm rất lớn với mức lương cực kỳ cao. Bởi tại đây, rất nhiều công ty và tập đoàn lớn trên thế giới đều đặt cơ sở, chi nhánh và nhà máy tại đây. Vậy là vừa rồi, Tân và mọi người vừa tìm hiểu xong thông tin cơ bản của dự án Sycamore, chủ đầu tư Capitaland. Mọi thông tin chi tiết về bảng giá, chương trình ưu đãi của dự án, anh chị có thể liên hệ cho em Tân qua số hotline Tân có đính kèm ở YouTube nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.